Xin chào tất cả anh em đã đến với clip kiếm tiền tiếp theo của mình nhá. Mình thì vẫn vào con bên Long Hổ iWin anh em nhá. Nhưng mà hôm nay mình vào mình chơi thử con xích bo anh em nhá. Xích bo trên dưới nhá. Đấy, mới vào ăn luôn kèo trên đây anh em ạ. Tuyệt vời đấy anh em ơi. Đấy. Mình cực là đang cực 300 anh em nhá. Trên đường rồi. Đấy, ui giời. Ngồi trên ăn 3 triệu luôn anh ạ. Tuyệt vời đấy. Tuyệt vời đấy anh em ạ. Mình mới vào mà là thấy tín đấy. 8. Trên nữa à. À, bắt đôi này có vẻ ngon này anh em này. Đấy. Mình thử đôi xem. Đấy, đôi là ăn ăn được đấy anh em ạ. Đôi 1 này. Bắt đôi 6 thử xem. Wow, đi mẹ. Ăn 44 triệu anh em này. Quá tuyệt vời luôn, mình bắt đôi phát mà ăn luôn anh em ạ. Đôi từ đôi 1 đến đôi 6. Thì lệ nó ăn là ba mươi mấy lần luôn anh em ạ. Ba mấy bốn mấy lần chứ. 300. Đúng rồi, ăn 45 triệu mà. Đấy, không anh em bắt đôi không hoặc là anh em bắt trên dưới này cũng vẫn ăn anh em này. Bắt đôi thì tỷ lệ ăn nó cao hơn. Đấy, trên dưới thì ăn nhân 2 nhân đấy đấy. Làm quả bốn mấy triệu luôn, quá tuyệt vời anh em ạ. Mình cũng mới chơi con xích bô đấy đấy anh em ạ. Công nhận con game này tín. Giờ vào làm vài tay long hổ nữa là ấm anh em ạ. Hy vọng nó xuôi luôn. Đây nha, đang vào cầu hổ anh em nha. Một giây hổ đi, cứ vào hổ đi anh em ạ. À, thêm tí hòa biết đâu nó về hòa nó lượm kèo luôn. Đấy, ăn luôn 12 triệu. Quá tuyệt vời luôn anh em, năm mươi mấy củ rồi. Mới đánh có mấy phút thôi. Hy vọng là kiếm đây tầm 100 là ấm anh em. Link con game này thì mình để dưới phần mô tả đó anh em nha. A win, key win gì là đều vào được hết anh em nha. Dưới đấy còn có link phát code nữa anh em nhé. Anh em ấy thì nhận. Cái phần mô tả video mình để đấy. Vào tay 20 vào hố xem sao anh em ạ. Nó vừa đào long rồi mong nó về là thơm. Ui giời. Cái chưa, nhà cái soi mình thì sao không? Không có ăn của đấy là lên 40 củ nữa là lên 90 củ đấy anh em ạ. Đi cái thế nhờ. Cái này xích bo đây là anh em này. Anh em ấy thì bình thường anh em ăn non đánh trên dưới thôi. Một cái à đây này đôi đã ăn 35 chấm mấy anh em này. Tỷ lệ nó về nó thấp. Ở đây nói chung là mình mua hên đấy anh em ạ. Tỷ lệ về anh em ăn cầu đó là thơm luôn đấy. Sợ thật, ăn sợ hãi. Nói chung con game này tít. Kể cả cách chơi các trò đấy anh em. Cũng tỷ lệ ăn là cũng ok đấy. Còn lúc có lúc anh em đen, có lúc anh em đỏ đó. Các anh em đen thì nói chung là thua tầm 2-3 tay thì thua quá thì anh em out ra đánh trò khác. Nên mình cứ hướng dẫn anh em là đánh nhiều trò lên đây. Hôm nay là mình đánh có thêm một xích bô đây. Đấy, nhưng mình lại mất 20 rồi. Cầu ói chưa? Tưởng đâu về cầu 22 mà không phải.
bắt thêm 15 triệu ăn cầu này là mình chốt luôn anh em nhá. Khoảng là mấy quả không xịt mất mất hai ba tay 20 anh em ạ. Đi đen quá. Đây rồi, được rồi. 45 triệu đó anh em ạ. Thôi, hôm nay video mình đến đây thôi nhá. Chào anh em nhá.